Chào mừng các em đến với chương trình dạy học trên truyền hình. Chương trình do Sở Giáo dục Đào tạo Lạng Sơn kết hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Lạng Sơn thực hiện. Cô xin tự giới thiệu, cô là Hoàng Hồng Hạnh, giáo viên toán trường Trung học phổ thông chuyên Chu Văn An, tỉnh Lạng Sơn. Hôm nay, cô sẽ cùng các em ôn tập chuyên đề số phức thuộc nội dung giải tích lớp 12. Nội dung của chuyên đề bao gồm 3 phần. Phần thứ nhất, chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập lại kiến thức cần nhớ. Phần thứ hai, chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập lại một số dạng bài tập và cuối cùng là hướng dẫn ôn tập. Chúng ta cùng đến với nội dung thứ nhất của chuyên đề kiến thức cần nhớ. Đầu tiên, chúng ta cùng nhau nhắc lại khái niệm về số phức. Số phức Z được biểu diễn duy nhất dưới dạng Z bằng A cộng BI với AB thuộc R và Y bình phương bằng trừ 1. Trong đó, số thực A được gọi là phần thực của số phức Z và số thực B được gọi là phần ảo của số phức Z và số Y thỏa mãn điều kiện Y bình phương bằng trừ 1 được gọi là đơn vị ảo. Trường hợp đặc biệt, nếu như A bằng 0 thì số phức có dạng Z bằng BI còn gọi là số thuần ảo hay gọi tắt là số ảo. Nếu B bằng 0 thì số phức có dạng Z bằng A gọi là số thực. Và đặc biệt hơn nữa, nếu AB đồng thời bằng 0 thì số phức Z bằng 0 vừa là số thực vừa là số ảo. Chúng ta cùng đến khái niệm thứ hai, hai số phức bằng nhau. Cho hai số phức Z bằng A cộng BI với AB thuộc R và Z phẩy bằng C cộng DI với CD thuộc R. Hai số phức Z và Z phẩy được gọi là bằng nhau nếu phần thực và phần ảo của chúng tương ứng bằng nhau, tức là A bằng C và B bằng D. Chúng ta cùng đến với nội dung thứ ba, biểu diễn hình học và mô đun của số phức. Cho số phức Z bằng A cộng BI với AB thuộc R. Khi đó, số phức Z được biểu diễn duy nhất bởi điểm M có tọa độ AB hay vector OM có tọa độ AB trong mặt phẳng với hệ tọa độ OXY. Độ dài của vector OM là mô đun của số phức Z và ký hiệu mô đun của số phức Z bằng độ dài của vector OM và được tính bằng căn bậc 2 của A bình phương cộng B bình phương. Chúng ta cùng đến với khái niệm thứ tư, số phức liên hợp của một số phức. Cho số phức Z bằng A cộng BI với AB thuộc R. Khi đó, số phức ký hiệu là Z ngang bằng A trừ BI được gọi là số phức liên hợp của số phức Z. Như vậy, chúng ta vừa cùng nhau điểm lại một số khái niệm liên quan đến số phức. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau nhắc lại các phép toán trên tập số phức. Cho hai số phức Z bằng A cộng BI với AB thuộc R và Z phẩy bằng C cộng DI với CD thuộc R. Thứ nhất, phép cộng Z phẩy bằng A cộng C cộng B cộng D tất cả nhân với Y. Phép trừ Z phẩy bằng A trừ C cộng B trừ D tất cả nhân với Y. Như vậy chúng ta thấy phép cộng trừ hai số phức là chúng ta đi thực hiện cộng trừ tương ứng phần thực và phần ảo của hai số phức đó. Tiếp đến phép nhân Z phẩy bằng AC trừ BD cộng AD cộng BC tất cả nhân với Y. Thì đối với phép nhân, chúng ta thực hiện như phép nhân đa thức thông thường với lưu ý Y bình phương bằng trừ 1. Cuối cùng là phép chia Z cho Z phẩy. Để có thể thực hiện được phép chia, chúng ta thực hiện nhân cả tử số và mẫu số với số phức liên hợp của mẫu số, tức là bằng Z nhân với Z phẩy liên hợp, chia cho Z phẩy nhân với Z phẩy liên hợp. Và khi đó chúng ta có kết quả bằng AC cộng BD tất cả chia cho C bình phương cộng D bình phương cộng BC trừ AD tất cả chia cho C bình phương cộng D bình phương nhân với Y. Với lưu ý lúc này số phức ở mẫu số Z phẩy phải khác không. Trong quá trình thực hiện các phép toán, đôi khi chúng ta còn gặp lũy thừa của đơn vị ảo với số mũ lớn. Cho nên các em chú ý, với N thuộc tập số tự nhiên thì chúng ta có Y mũ N có giá trị bằng 1 nếu N bằng 4K, tức là N chia hết cho 4, và bằng Y nếu N bằng 4K cộng 1, tức là N chia cho 4 dư 1, bằng trừ 1 nếu N bằng 4K cộng 2, và bằng trừ Y nếu N bằng 4K cộng 3. Chúng ta cùng đến với nội dung tiếp theo.
Tính chất của số phức liên hợp và mô đun của số phức. Cho hai số phức z và z phẩy, chúng ta cùng nhau nhắc lại một số tính chất của số phức liên hợp. Thứ nhất, số phức z và liên hợp của nó bằng nhau khi và chỉ khi z là một số thực. Thứ hai, liên hợp hai lần của một số phức bằng số phức đó. Thứ ba, z nhân với liên hợp của z bằng mô đun của z bình phương. Về các phép toán của số phức liên hợp, chúng ta có liên hợp của một tổng hiệu bằng tổng hiệu các liên hợp, liên hợp của một tích bằng tích các liên hợp và liên hợp của một thương bằng thương các liên hợp, với lưu ý số phức ở mẫu số phải khác không. Chúng ta cùng nhau tiếp tục nhắc lại một số tính chất về mô đun của số phức. Thứ nhất, mô đun của số phức z bằng căn bậc 2 của z nhân liên hợp của z. Thứ hai, số phức z và liên hợp của z có mô đun bằng nhau. Thứ ba, mô đun của một số phức z là một số không âm và mô đun của z bằng 0 khi và chỉ khi z bằng 0. Đối với các phép toán thì chúng ta có mô đun của một tích bằng tích các mô đun, và từ mô đun của một tích bằng tích các mô đun, chúng ta có mô đun của z mũ n bằng mô đun của z tất cả mũ n. Mô đun của một thương bằng thương các mô đun, với điều kiện số phức ở mẫu số z phẩy khác không. Như vậy, chúng ta vừa cùng nhau điểm lại một số tính chất về số phức liên hợp và mô đun của số phức. Chúng ta cùng đến với nội dung lý thuyết cuối cùng, phương trình bậc 2 với hệ số thực. Trong phương trình bậc 2, ax bình cộng bx cộng c bằng 0, trong đó a, b, c là ba số thực cho trước và a khác không. Xét biệt thức delta bằng b bình phương trừ 4ac, khi đó chúng ta có 3 trường hợp sau. Nếu như delta bằng 0 thì phương trình có nghiệm kép thực được xác định bởi công thức x bằng trừ b trên 2a. Nếu delta lớn hơn 0 thì phương trình có hai nghiệm thực được xác định bởi công thức là trừ b cộng trừ căn delta trên 2a. Và trường hợp cuối cùng, nếu delta nhỏ hơn 0 thì phương trình có hai nghiệm phức liên hợp được xác định bởi công thức là trừ b cộng trừ y căn trị tuyệt đối của delta trên 2a. Như vậy, chúng ta vừa cùng nhau điểm lại một số kiến thức cơ bản cần nhớ trong nội dung của chuyên đề này. Và chúng ta sẽ cùng đến với nội dung thứ hai của chuyên đề là một số dạng bài tập. Và trong phần này, cô sẽ cùng với các em ôn tập lại 3 dạng bài tập cơ bản. Dạng bài tập thứ nhất, các phép tính về số phức. Dạng bài tập thứ hai, biểu diễn hình học của một số phức. Và dạng bài tập thứ ba, phương trình bậc 2 với hệ số thực. Chúng ta cùng đến với dạng bài tập thứ nhất với ví dụ đầu tiên. Trích câu 20, đề thi tham khảo, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cho hai số phức z1 bằng 2 cộng y và z2 bằng 1 cộng 3y. Phần thực của số phức z1 cộng z2 bằng phương án A, 1, phương án B, 3, phương án C, 4 và phương án D, trừ 2. Để có thể tìm được phần thực của số phức z1 cộng z2, chúng ta thực hiện phép cộng hai số phức z1 và z2 với nhau. Chúng ta có z1 cộng z2 bằng 2 cộng y cộng với 1 cộng 3y. Khi đó, chúng ta thực hiện việc cộng tương ứng phần thực và phần ảo. Chúng ta có kết quả bằng 3 cộng 4y. Như vậy, chúng ta có kết luận số phức z1 cộng z2 có phần thực bằng 3. Đối chiếu với các phương án, chúng ta chọn phương án B. Chúng ta cùng đến với ví dụ số 2. Trích câu 35, đề thi tham khảo, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cho hai số phức z1 bằng 3 trừ y và z2 bằng trừ 1 cộng y. Phần ảo của số phức z1 nhân z2 bằng phương án A, 4, phương án B, 4y, phương án C, trừ 1 và phương án D, trừ y. Để có thể tìm được phần ảo của số phức z1 nhân z2, chúng ta thực hiện việc nhân hai số phức z1 và z2. Ta có z1 nhân z2 bằng 3 trừ y nhân với trừ 1 cộng y. Thực hiện phép nhân đa thức với chú ý y bình phương bằng trừ 1, chúng ta có kết quả bằng trừ 2 cộng 4y. Như vậy, nhìn vào kết quả của số phức z1 nhân z2, chúng ta có kết luận
phần ảo của số phức Z1 nhân Z2 bằng 4. Đối chiếu với các phương án, chúng ta chọn phương án A. Chúng ta cùng đến với ví dụ số 3. Số phức liên hợp của Z bằng 1 cộng 3y tất cả bình phương là phương án A 10 cộng 6y, phương án B trừ 8 cộng 6y, phương án C trừ 8 trừ 6y và phương án D 10 trừ 6y. Để có thể tìm được số phức liên hợp của số phức Z, chúng ta thực hiện việc khai triển lũy thừa. Ta có Z bằng 1 cộng 3y tất cả bình phương bằng 1 cộng 6y cộng với 9y bình, mà y bình bằng trừ 1 nên chúng ta có kết quả bằng 1 cộng 6y trừ 9 và bằng trừ 8 cộng 6y. Từ đó chúng ta có số phức liên hợp của Z là Z ngang bằng trừ 8 trừ 6y. Đối chiếu với các phương án, chúng ta chọn phương án C. Chúng ta cùng đến với ví dụ số 4. Tìm tất cả các giá trị của tham số thực m để số phức Z bằng m bình phương trừ 1 cộng m cộng 1 tất cả nhân với y là số thuần ảo. Phương án A, m bằng 1. Phương án B, m bằng trừ 1. Phương án C, m bằng cộng trừ 1. Và phương án D, m bằng 0. Chúng ta biết điều kiện để một số phức là số thuần ảo khi và chỉ khi phần thực của nó bằng 0. Như vậy ta có Z là số thuần ảo khi và chỉ khi phần thực là m bình phương trừ 1 bằng 0. Giải phương trình, chúng ta tìm được m bằng cộng trừ 1. Đối chiếu với các phương án, chúng ta chọn phương án C. Đây là một bài tập hỏi về trường hợp đặc biệt của số phức. Tuy nhiên, có một sai lầm thường gặp khi các em đi giải bài tập, đó là đưa ra điều kiện để số phức Z là số thuần ảo là cho phần thực của số phức bằng 0 và ép phần ảo của số phức phải khác 0, dẫn đến chọn kết quả sai. Chúng ta cùng đến với ví dụ số 5. Cho hai số thực x và y thỏa mãn điều kiện 2x trừ 3y cộng 1 trừ 3y bằng x cộng 6y với y là đơn vị ảo. Tính giá trị của biểu thức P bằng 2x trừ 3y. Phương án A, P bằng 5. Phương án B, P bằng 11. Phương án C, P bằng 7. Và phương án D, P bằng 1. Để có thể tính được giá trị của biểu thức P, chúng ta phải đi tìm hai số thực x và y thỏa mãn điều kiện đề bài. Điều kiện của đề bài là 2x trừ 3y cộng 1 trừ 3y bằng x cộng 6y. Chúng ta quan sát đẳng thức này là hai số phức bằng nhau, do đó chúng ta phải tìm phần thực và phần ảo của các số phức ở mỗi vế của đẳng thức. Biến đổi, ta có đẳng thức tương đương với 2x cộng 1 trừ đi 3y cộng 3 tất cả nhân với y bằng x cộng 6y. Đến đây, chúng ta đưa ra điều kiện để hai số phức bằng nhau, tức là phần thực của số phức vế bên trái bằng phần thực của số phức vế bên phải và phần ảo của số phức vế bên trái bằng phần ảo của số phức vế bên phải. Giải hệ phương trình, chúng ta tìm được x bằng trừ 1 và y bằng trừ 3. Thay giá trị x, y tìm được vào biểu thức P, chúng ta có P bằng 7. Đối chiếu với các phương án, chúng ta chọn phương án C. Chúng ta cùng đến với ví dụ số 6. Trong số phức Z bằng 2 cộng 5Y, tìm số phức V kép bằng Y nhân Z cộng Z ngang. Phương án A, V kép bằng 7 trừ 3Y. Phương án B, V kép bằng trừ 3 trừ 3Y. Phương án C, V kép bằng 3 cộng 7Y. Và phương án D, V kép bằng trừ 7 trừ 7Y. Để có thể tìm được số phức V kép, chúng ta quan sát biểu diễn của số phức V kép có Z ngang. Như vậy, chúng ta phải đi tìm số phức liên hợp của số phức Z. Ta có Z bằng 2 cộng 5Y. Từ đó, chúng ta suy ra Z ngang bằng 2 trừ 5Y. Vậy, số phức V kép bằng Y nhân Z cộng Z ngang sẽ bằng Y nhân 2 cộng 5Y cộng với 2 trừ 5Y. Thực hiện phép toán cộng và nhân các số phức với nhau với điều kiện Y bình bằng trừ 1. Chúng ta thu được kết quả V kép bằng trừ 3 trừ 3y. Đối chiếu với các phương án, chúng ta chọn phương án B. Chúng ta cùng đến với ví dụ số 7. Tính mô đun của số phức Z, biết Z ngang bằng 4 trừ 3y nhân với 1 cộng y. Phương án A, 5 căn 2. Phương án B, căn 2. Phương án C, 25 căn 2. Và phương án D,
7 căn 2. Để có thể tìm được mô đun của số phức Z, chúng ta có thể biểu diễn Z ngang về dạng cơ bản. Từ đó, chúng ta sẽ tìm được số phức Z và tính được mô đun của nó. Tuy nhiên, các em đã biết mô đun của số phức Z cũng bằng mô đun của số phức Z ngang và bằng mô đun của 4 trừ 3y nhân với 1 cộng y. Mà mô đun của một tích thì bằng tích các mô đun, cho nên sẽ bằng mô đun của 4 trừ 3y nhân với mô đun của 1 cộng y. Mô đun của 4 trừ 3y bằng căn bậc 2 của 4 bình phương cộng trừ 3 tất cả bình phương bằng căn 25 và bằng 5. Mô đun của 1 cộng y tương tự sẽ bằng căn 2. Vậy chúng ta có kết quả mô đun của số phức Z bằng 5 căn 2. Đối chiếu với các phương án, chúng ta chọn phương án A. Chúng ta cùng đến với ví dụ số 8. Cho số phức Z có mô đun của Z bằng 1, mô đun của số phức V kép bằng 1 cộng 2y tất cả mũ 2020 nhân với Z là phương án A 5, phương án B 5 mũ 1010, phương án C 5 mũ 2020 và phương án D 2020. Để có thể tìm được mô đun của số phức V kép, chúng ta lấy mô đun hai vế của đẳng thức đề bài. Chúng ta có mô đun của V kép bằng mô đun của 1 cộng 2y tất cả mũ 2020 nhân với Z, mà mô đun của một tích thì bằng tích các mô đun, do đó bằng mô đun của 1 cộng 2y tất cả mũ 2020 nhân mô đun của Z. Tiếp theo, chúng ta sẽ phải tìm mô đun của số phức 1 cộng 2y tất cả mũ 2020. Để có thể tìm được mô đun của số phức này, chúng ta đi tìm phần thực và phần ảo. Tuy nhiên, tìm phần thực và phần ảo của 1 cộng 2y mũ 2020 là gặp khó khăn. Do đó, chúng ta sử dụng tính chất mô đun của Z mũ n bằng mô đun của Z tất cả mũ n. Cho nên, mô đun của 1 cộng 2y mũ 2020 bằng mô đun của 1 cộng 2y tất cả mũ 2020 nhân với mô đun của Z. Thực hiện phép tính mô đun, ta được căn 5 mũ 2020 mô đun của Z đề bài cho bằng 1, cho nên kết quả bằng 5 mũ 1010. Đối chiếu với các phương án, chúng ta chọn phương án B. Chúng ta cùng đến với ví dụ số 9. Tìm số phức Z biết 1 cộng 2y tất cả nhân với Z trừ y bằng 8. Phương án A 2 cộng 3y. Phương án B trừ 2 trừ 3y. Phương án C trừ 2 cộng 3y. Và phương án D 2 trừ 3y. Để có thể tìm được số phức Z, chúng ta quan sát biểu thức đề bài cho là 1 cộng 2y tất cả nhân với Z trừ y bằng 8. Thực chất đây là một phương trình ẩn Z. Do đó giải phương trình, tức là chúng ta rút Z ra, chúng ta có đầu tiên chuyển y từ vế trái sang vế phải thành 1 cộng 2y tất cả nhân Z bằng 8 cộng y. Chia cả hai vế của đẳng thức cho số phức 1 cộng 2y, chúng ta có Z bằng 8 cộng y chia cho 1 cộng 2y. Thực hiện phép chia, chúng ta có kết quả Z bằng 2 trừ 3y. Đối chiếu với các phương án, chúng ta chọn phương án D. Chúng ta cùng đến với ví dụ số 10. Cho số phức Z thỏa mãn 2 cộng y tất cả nhân Z trừ đi 4 nhân với Z ngang trừ y bằng trừ 8 cộng 19y. Mô đun của Z bằng phương án A 13, phương án B 5, phương án C căn 13 và phương án D căn 5. Để có thể tìm được mô đun của số phức Z, chúng ta đi tìm biểu diễn của số phức Z. Số phức Z thỏa mãn điều kiện của đề bài. Trong bài tập này, chúng ta nhìn thấy đẳng thức đề bài cho có cả Z và liên hợp của Z. Do đó, để tìm được Z, chúng ta đặt Z bằng A cộng BI với AB thuộc R. Từ đó, chúng ta có Z ngang bằng A trừ BI. Thay Z bằng A cộng BI và Z ngang bằng A trừ BI vào đẳng thức của đề bài, chúng ta thu được phương trình 2 cộng Y tất cả nhân với A cộng BI trừ 4 nhân A trừ BI trừ Y bằng trừ 8 cộng 19Y. Đến đây chúng ta nhận thấy là hai số phức bằng nhau, do đó chúng ta phải tìm phần thực và phần ảo của mỗi số phức ở từng vế của phương trình. Biến đổi, chúng ta đưa vế trái của phương trình. Biến đổi, chúng ta thu được phương trình trừ 2A trừ B cộng với
A cộng 6B cộng 4 tất cả nhân y bằng trừ 8 cộng 19 y. Sử dụng điều kiện của hai số phức bằng nhau, chúng ta có hệ phương trình trừ 2A trừ B bằng trừ 8. A cộng 6B cộng 4 bằng 19. Giải hệ phương trình chúng ta tìm được A bằng 3 và B bằng 2. Khi đó chúng ta có số phức Z bằng 3 cộng với 2y, suy ra mô đun của Z bằng căn 13. Đối chiếu với các phương án, chúng ta chọn phương án C. Chúng ta cùng đến với ví dụ 11. Có bao nhiêu số phức Z thỏa mãn điều kiện Z cộng Z ngang bằng 2 và mô đun của Z bình phương cộng 2 lần Z nhân Z ngang cộng với mô đun của Z ngang bình phương bằng 8? Phương án A 2, phương án B 1, phương án C 3, phương án D vô số. Để có thể tìm được những số phức Z thỏa mãn điều kiện đề bài, chúng ta gọi Z bằng A cộng BI với AB thuộc R, từ đó suy ra Z ngang bằng A trừ BI. Giả thiết Z cộng Z ngang bằng 2, suy ra A cộng BI cộng A trừ BI bằng 2, chúng ta thu được phương trình 2A bằng 2, tức là A bằng 1. Giả thiết thứ hai, chúng ta quan sát có mô đun của Z bình phương, có Z nhân với Z ngang và mô đun của Z ngang bình phương mà chúng ta biết mô đun của Z và mô đun của Z ngang bằng nhau. Z nhân Z ngang bằng mô đun của Z bình phương. Khi đó ta có lời giải như sau: do mô đun của Z bình phương bằng mô đun của Z ngang bình phương và bằng Z nhân Z ngang nên phương trình mô đun của Z bình cộng 2 lần Z nhân Z ngang cộng mô đun của Z ngang bình bằng 8 tương đương với 4 lần mô đun của Z bình phương bằng 8. Thu gọn chúng ta được mô đun của Z bình phương bằng 2 và mô đun của Z bình phương bằng A bình phương cộng B bình phương nên chúng ta có đẳng thức là A bình phương cộng B bình phương bằng 2. Từ hai phương trình 1 và 2 chúng ta có hệ phương trình A bằng 1, A bình cộng B bình bằng 2. Giải hệ phương trình chúng ta tìm được A bằng 1 và B bằng cộng trừ 1. Từ đó suy ra Z bằng 1 cộng trừ y, tức là có hai số phức Z thỏa mãn điều kiện đề bài. Do đó chúng ta chọn phương án A. Chúng ta cùng đến với ví dụ số 12. Có bao nhiêu số phức Z thỏa mãn điều kiện Z nhân với 1 cộng y là số thuần ảo và mô đun của Z trừ 3y chia cho Z cộng y bằng 1? Phương án A 1, phương án B 2, phương án C 3 và phương án D vô số. Để có thể tìm được những số phức Z thỏa mãn điều kiện đề bài, cũng như bài tập trước, chúng ta giả sử Z bằng A cộng BI với AB thuộc R. Lưu ý với điều kiện thứ hai, mẫu số có Z cộng Y, do đó chúng ta phải đặt điều kiện Z khác trừ Y. Để có thể sử dụng giả thiết Z nhân với 1 cộng Y là số thuần ảo, chúng ta đi biểu diễn số phức Z nhân với 1 cộng Y. Ta có Z nhân với 1 cộng Y thay Z bằng A cộng BI, chúng ta có kết quả bằng A trừ B cộng với A cộng B tất cả nhân với Y. Số phức Z nhân với 1 cộng y là số thuần ảo khi và chỉ khi phần thực của nó bằng 0, tức là chúng ta có A trừ B bằng 0 hay A bằng B. Với điều kiện thứ hai, mô đun của Z trừ 3y trên Z cộng y bằng 1, chúng ta có mô đun của một thương bằng thương các mô đun, do đó biến đổi chúng ta thu được phương trình mô đun của Z trừ 3y bằng mô đun của Z cộng y. Thay Z bằng A cộng BI vào, chúng ta thu được phương trình mô đun của A cộng với B trừ 3 tất cả nhân y bằng mô đun của A cộng B cộng 1 tất cả nhân y. Sử dụng công thức tính mô đun của một số phức, chúng ta có căn bậc 2 của A bình cộng B trừ 3 tất cả bình bằng căn bậc 2 của A bình cộng B cộng 1 tất cả bình. Bình phương hai vế, chúng ta có phương trình A bình cộng B trừ 3 tất cả bình bằng A bình cộng B cộng 1 tất cả bình. Biến đổi chúng ta thu được B bằng 1. Từ đó, với điều kiện A bằng B, chúng ta suy ra A bằng 1. Suy ra Z bằng 1 cộng với Y thỏa mãn khác trừ Y. Vậy, đối chiếu với các phương án, chúng ta chọn phương án A. Như vậy, chúng ta vừa cùng nhau ôn tập lại các bài toán về phép tính trên tập số phức thông qua 12 ví dụ. Và bây giờ chúng ta chuyển sang dạng thứ hai, biểu diễn hình học của số phức với ví dụ số 13.
Điểm nào trong hình vẽ bên là điểm biểu diễn của số phức Z bằng trừ 1 cộng 2y? Phương án A, M. Phương án B, N. Phương án C, P. Và phương án D, Q. Chúng ta quan sát số phức Z bằng trừ 1 cộng 2y thì chúng ta có điểm biểu diễn của số phức Z bằng trừ 1 cộng 2y là điểm có tọa độ là trừ 1, 2. Quan sát hình vẽ, chúng ta tìm điểm có hoành độ bằng trừ 1 và tung độ bằng 2 thì đó là điểm Q. Do đó, đối chiếu với các phương án, chúng ta chọn phương án D. Chúng ta cùng đến với ví dụ số 14. Trích câu 31 đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trên mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn số phức Z bằng 1 cộng 2y tất cả bình là điểm nào dưới đây? Phương án A, điểm P có tọa độ trừ 3, 4. Phương án B, điểm Q có tọa độ 5, 4. Phương án C, điểm N có tọa độ 4, trừ 3. Và phương án D, điểm M có tọa độ 4, 5. Để có thể tìm được điểm biểu diễn của số phức Z, chúng ta đưa số phức Z về dạng tổng quát, tức là chúng ta biến đổi Z bằng 1 cộng 2y tất cả bình phương bằng trừ 3 cộng 4y. Do đó, số phức Z có điểm biểu diễn là điểm có tọa độ trừ 3, 4. Đối chiếu với các phương án, chúng ta chọn phương án A. Chúng ta cùng đến với ví dụ số 15. Tập hợp các điểm biểu diễn số phức Z thỏa mãn điều kiện. Mô đun của Z cộng 2 bằng mô đun của Y trừ Z là đường thẳng có phương trình. Phương án A, 4X trừ 2Y cộng 3 bằng 0. Phương án B, 4X trừ 2Y trừ 3 bằng 0. Phương án C, 4X cộng 2Y cộng 3 bằng 0. Phương án D, 4X cộng 2Y trừ 3 bằng 0. Để có thể giải quyết bài tập này, chúng ta đặt Z bằng X cộng YY với XY thuộc R và điểm M có tọa độ XY là điểm biểu diễn số phức Z. Khi đó, giả thiết đề bài cho mô đun của Z cộng với 2 bằng mô đun của Y trừ Z, thay Z bằng X cộng YY vào đẳng thức, chúng ta thu được phương trình mô đun của X cộng 2 cộng với YY bằng mô đun của trừ X cộng 1 trừ Y tất cả nhân với Y. Sử dụng công thức tính mô đun của hai số phức, chúng ta có phương trình căn bậc 2 của x cộng 2 tất cả bình phương cộng với y bình phương bằng căn bậc 2 của trừ x tất cả bình phương cộng 1 trừ y bình phương. Biến đổi và rút gọn, chúng ta thu được phương trình 4x cộng 2y cộng 3 bằng 0. Vậy, tập hợp điểm biểu diễn số phức Z là đường thẳng có phương trình 4x cộng 2y cộng 3 bằng 0. Đối chiếu với các phương án, chúng ta chọn phương án C. Chúng ta cùng đến với ví dụ số 16. Tập hợp các điểm biểu diễn số phức Z thỏa mãn điều kiện mô đun của Z trừ 2 cộng 3y bằng 2 là đường tròn. Phương án A, có tâm y có tọa độ 2 trừ 3, bán kính R bằng căn 2. Phương án B, có tâm y có tọa độ 2 trừ 3, bán kính R bằng 2. Phương án C, tâm y có tọa độ trừ 2, 3, bán kính R bằng 2. Và phương án D, tâm y có tọa độ trừ 2, 3, bán kính R bằng căn 2. Để giải quyết bài toán này, chúng ta đi đặt Z bằng X cộng YY với XY thuộc R và điểm M có tọa độ XY là điểm biểu diễn của số phức Z. Khi đó, giả thiết mô đun của Z trừ 2 cộng 3Y bằng 2 tương đương với mô đun của X trừ 2 cộng với y cộng 3 tất cả nhân với y bằng 2. Sử dụng công thức tính mô đun của số phức, chúng ta thu được phương trình căn bậc 2 của x trừ 2 tất cả bình cộng y cộng 3 tất cả bình bằng 2. Bình phương hai vế, chúng ta có x trừ 2 tất cả bình cộng y cộng 3 tất cả bình bằng 4. Như vậy, chúng ta có kết luận tập hợp điểm biểu diễn số phức Z là đường tròn có tâm y có tọa độ 2 trừ 3, bán kính R bằng 2. Đối chiếu với các phương án, chúng ta chọn phương án B. Chúng ta cùng đến với ví dụ cuối cùng của dạng thứ hai, ví dụ 17. Xét các số phức Z thỏa mãn điều kiện mô đun của Z bằng căn 2 trên mặt phẳng tọa độ OXY, tập hợp các điểm biểu diễn số phức V kép bằng 5 cộng YZ chia cho 1 cộng Z là đường tròn có bán kính bằng. Phương án A, 44. Phương án B, 52. Phương án C, 2 căn 13 và phương án D, 2 căn 11.
Để tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức V kép, chúng ta đi giả sử V kép bằng x cộng II với XY thuộc R. Ta có V kép bằng 5 cộng YZ chia cho 1 cộng Z. Lúc này chúng ta quan sát giả thiết của đề bài cho mô đun của Z bằng căn 2. Để có thể tận dụng được giả thiết này, chúng ta biểu diễn Z theo V kép. Chúng ta thu được phương trình Z bằng V kép trừ 5 chia cho Y trừ V kép. Khi đó, với giả thiết mô đun của Z bằng căn 2, chúng ta có mô đun của V kép trừ 5 trên Y trừ V kép bằng căn 2. Sử dụng tính chất mô đun của một thương bằng thương các mô đun, chúng ta thu được phương trình mô đun của V kép trừ 5 bằng căn 2 nhân với mô đun của V kép trừ Y. Thay V kép bằng x cộng II và sử dụng công thức tính mô đun của một số phức, chúng ta thu được phương trình x trừ 5 tất cả bình cộng y bình bằng 2 lần của x bình cộng y trừ 1 tất cả bình. Biến đổi, chúng ta thu được phương trình x cộng 5 tất cả bình cộng y trừ 4 tất cả bình bằng 52. Như vậy, chúng ta kết luận tập hợp các điểm biểu diễn số phức V kép là một đường tròn có bán kính bằng căn 52 và bằng 2 căn 13. Đối chiếu với các phương án, chúng ta chọn phương án C. Như vậy, chúng ta vừa tìm hiểu một số bài tập về dạng toán biểu diễn hình học của số phức. Bây giờ chúng ta cùng sang dạng toán thứ 3, phương trình bậc 2 với hệ số thực. Với ví dụ số 18, trích câu 35 đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Gọi Z0 là nghiệm phức có phần ảo âm của phương trình Z bình phương trừ 2Z cộng 5 bằng 0. Mô đun của số phức Z0 cộng Y bằng phương án A 2, phương án B căn 2, phương án C căn 10 và phương án D 10. Để có thể tìm được mô đun của số phức Z0 cộng Y, chúng ta đi tìm Z0 bằng cách giải phương trình Z bình phương trừ 2Z cộng 5 bằng 0. Chúng ta tìm được các nghiệm là Z bằng 1 cộng 2Y và Z bằng 1 trừ 2Y. Quan sát giả thiết đề bài cho, Z0 là nghiệm phức có phần ảo âm, do đó chúng ta chọn được Z0 bằng 1 trừ 2y. Suy ra Z0 cộng y bằng 1 trừ y, từ đó tính được mô đun của Z0 cộng y chính là mô đun của 1 trừ y và bằng căn 2. Đối chiếu với các phương án, chúng ta chọn phương án B. Chúng ta cùng đến với ví dụ số 19. Gọi Z1, Z2 là hai nghiệm phức của phương trình Z bình phương cộng 2Z cộng 10 bằng 0. Tính giá trị của biểu thức A bằng mô đun của Z1 bình phương cộng mô đun của Z2 bình phương. Phương án A, A bằng 15. Phương án B, A bằng 17. Phương án C, A bằng 19. Và phương án D, A bằng 20. Để có thể tính được giá trị của biểu thức A, chúng ta phải tìm được Z1 và Z2. Tìm Z1, Z2, chúng ta đi giải phương trình Z bình phương cộng 2Z cộng 10 bằng 0. Giải phương trình, chúng ta thu được các nghiệm là trừ 1 cộng trừ 3Y. Từ đó suy ra mô đun của Z1 bằng mô đun của Z2 và bằng căn 10. Vậy lúc này giá trị của biểu thức A bằng 20. Đối chiếu với các phương án, chúng ta chọn phương án D. Chúng ta cùng đến với ví dụ số 20. Gọi Z1, Z2 là các nghiệm của phương trình Z bình phương trừ 4Z cộng 9 bằng 0. Gọi M, N là các điểm biểu diễn của Z1 và Z2. Khi đó, độ dài của đoạn thẳng MN là phương án A, MN bằng 4, phương án B, MN bằng 5, phương án C, MN bằng trừ 2 căn 5 và phương án D, MN bằng 2 căn 5. Để có thể tìm được độ dài của đoạn thẳng MN thì chúng ta phải đi tìm ra hai số phức Z1 và Z2, tức là chúng ta phải giải phương trình Z bình phương trừ 4Z cộng 9 bằng 0. Chúng ta thu được các nghiệm là 2 cộng trừ căn 5Y. Vì độ dài của đoạn thẳng MN cũng bằng độ dài của đoạn thẳng NM, do đó không mất tính tổng quát. Cô giả sử M có tọa độ là 2 căn 5, điểm N có tọa độ là 2 trừ căn 5. Khi đó, độ dài đoạn thẳng MN chính bằng độ dài của vector MN bằng căn bậc 2 của 2 trừ 2 tất cả bình phương cộng trừ căn 5 tất cả bình phương và bằng 2 căn 5. Đối chiếu với các phương án, chúng ta chọn phương án D.
Như vậy, cô và các em vừa cùng nhau ôn tập lại 3 dạng bài tập của nội dung số phức. Chúng ta cùng đến với nội dung thứ 3 là nội dung cuối cùng của chuyên đề này. Cô sẽ hướng dẫn các em ôn tập ở nhà. Thứ nhất, các em hãy hệ thống lại các chuyên đề đã học trong chương trình. Thứ hai, hãy xem lại các ví dụ đã học trong các chuyên đề để hiểu kỹ hơn cách giải của mỗi dạng toán. Thứ ba, tìm hiểu thêm các đoạn toán của các chuyên đề trong chương trình. Và để có thể hiểu sâu hơn về nội dung chuyên đề này, các em hãy làm bài tập tự luyện theo địa chỉ như trên màn hình. Chuyên đề của cô đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của các em. Chúc các em ôn tập tốt và đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.